muốn trưng ra. Con này thì phải chờ khách VIP rồi. Con này chắc tương tiền đấy anh nhỉ? Con nào đây? Con Mai này. Mai đấy cũng bình thường nhỉ? Bình thường à? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 55 triệu. Ấy, thế là đối với mình thế là ấy rồi đấy, VIP rồi đấy. Để xem cái siêu phẩm suối này phát nào. Nó lì luôn nha. Lì luôn. Siêu phẩm. Mà nó rất cứng nhá, không phải là lạ nước. Con nhát này chơi bác ơi. 12 đồng. Con này có phải 25 hay là bao nhiêu không phải anh Khang nhỉ? Anh không mua. 25 triệu không phải anh nhỉ? 25 triệu. Không phải à? Nhiều hơn chứ nhỉ? 25 triệu. Bây giờ lì hơn cũng thế. Này. Bảo mở chợ thì không mở, nó lại có chợ mới mới rồi. Có được 2 cây là ngon rồi. Aeon đẹp thế không sang, không làm. Con này riêng trẻ con ngồi đây vô tư. Đây, con này là phải cho ngồi cao lên tí nữa, lại đặt lên đá con này. Cho nó thoát cái phần bệ ra. Đấy, nhìn đấy, nhìn rau gắp thịt. Nhìn mặt rất nguy hiểm. Ông ngoại rồi, ông ngoại rồi. Ông ngoại rồi, nhiều tiền rảnh rồi, giờ chỉ đi săn thôi. Rồi đến một lúc nào đấy ăn không ăn được tiền cả để làm gì, mệt lắm. Ông ngoại thấy bảo bây giờ chả thiết tha gì nữa rồi. Đây. Nhà con này dỡ hết cái đá cũ đi. Lên một cái phiến đá để cho phần này này. Đang là kiếm viên trầm để đục cao lên. Cái mặt đất nó xuống sẽ ở dưới này. Cái viên trầm đục xuống đặt nó vào. Thì con này hơi bị phiêu, nó có cái tán nó bay ra. Bông thì quá là mỹ mãn rồi. Nhìn này, nhìn từ dưới lên này. Bông nó lì luôn rồi. Hôm nó nằm ở trên cái chậu ấy, toàn nó đi đổ mẹ chậu rồi cũng ngại cái chậu. À cái suối gì? Một giờ này thì không được. Hả? Mái suối thì một giờ bây giờ không hay nữa. Suối thì vấn đề gì? Thầy thống này thì thoải mái. Hành chớm hành và phát dính ngay, riêng ngâu với cả cái đồ này chỉ chớm hành phát tụt răm ngay. Thế cả. Tưởng dưới thì dễ nhất chứ. Giá là 13 triệu. Mút đi. Mà. Em cũng biến. Lại đòn gió này, tiêu tiền mồm. Không chịu không bán. Chúng ngoài 15 tiền rồi. Mẹ. Thì em không mua chim được, em bỏ 13 triệu. Mua tiền lấy anh lấy à. Nào, có cần không để cấp vốn nào? Đấy, có cần đấy là cũng được cấp vốn đấy. Mẹ, công ty đầy. Không có tiền em không mua được. Công ty đầy đây. Cấp vốn đấy. Em có tiền nhắm ngay nhắm mua này. Anh cứ giờ vợ anh chưa 13 triệu. 100 luôn rồi. Cái này bao nhiêu anh Khang nhỉ? Cũng thế sao nhỉ? Mấy chục nhỉ? 20 à? Êm hơn à? Khó đấy, khúc cua khó đấy. Rất dị. Con này mà được cái... Nhưng mà cái bông của nó làm nhanh thôi. Chạy đường chạy rất khó đoán. Đây nó làm hai cái nhánh chứ không phải là nó giật từ dưới lên. Hai cây dưới đẹp đấy. Chả dù toàn nó đi chợ cho nó. Đây. Thằng này báo tung ra xe ra sang ở dưới phòng lại. Lắp vào. Ừ. Có được
mới chứ nhỉ. Nhưng mà sao lại tháo? Thế mới. Cả đúng thì chắc được vài năm. Đúng, phải người ta nói. Búp xanh rồi là xanh búp đỏ luôn đấy. Gọi là cổ xịn, lành tít, nguyên bản, không vết sẹo. Hai lượt chậu ở nơi. Thế mà con này nó giả thế mà từ rút từ nước ra mà nó để tầm một tháng này là bắt đầu nó lại ra. À. Mà giả trắng là mốc mà. Con này là cũng đầu hai hả anh? Hay là... 25 triệu anh em nhé. Đấy, nó rất là... Con này về cho ăn cho uống vào cái... Rồi cho ăn trong đè là cắt đùi mắm. Răm này mập dễ làm. To. To ăn to. Hàng to đây. Đây em này mới đây, em này anh em mới được nhìn thấy đây. Em này là rất hợp với Vinhome hoặc là Biệt Phủ. Rất oách. Con này bao nhiêu anh Khang nhỉ? 45 triệu. 45 triệu, cây rất là hợp lý. Có thương lượng. Đấy. Lại nổ lại cái số gắt nhỉ? 0988 179 886 liên hệ với Nghệ Khang nhé. Nghệ nhân cây cảnh đất Vân Giang, vựa cây cảnh, gọi là vua tùng với lại chúa ngâu đấy, xanh si các kiểu. Đấy anh em lưu ý nhá, toàn cây đẹp. Tùng kim cương, tùng kim cương này, lá đẹp quá là đẹp, lá nhìn cái lá mê. Chưa nói đến dáng thế, nhìn cái lá thích như nhựa. Mà nó lại rụt ngắn nhỉ. Kim cương nó cũng có nhiều loại đúng không anh? Đâu, kim cương với Đài Loan thôi chứ nó không có nhiều loại. Ừ, đây là kim cương nhỉ. Đài Loan là dài hơn nhỉ. Đấy. Kim cương thì chỉ có một thôi. Đài Loan nó dài lá hơn là bán ngang, lá nó to hơn. Này, con này lá của nó đã như những bông hoa luôn. Đấy, hay. Con kim cương này bao nhiêu hả anh Duẩn nhỉ? 25 triệu. 25 triệu. Con này thì quanh năm trái. Kinh. Trái quanh năm. Cái vỏ lớp kia. Rồi. Chỗ nào cũng có trái. Quá nhiều luôn. Đây là quá chín này, quá xanh này, xong quá li ti ra tiếp. Đấy, liên tục. Hết Tết thì đẹp luôn. Đấy. Ui, cái lứa này nó ra rồi. Rực rỡ luôn đấy. Lứa chơi Tết đấy. Còn xài lá lại nhỏ tí, dáng đẹp này, xài quả này nhất rồi. Còn xài mà có trái thì nhất rồi. Đẹp, chậu cũng đẹp. Sung. Quả đèo này thì chắc không đi nổi. Thách thức mọi tay lái luôn. Đây chỗ này sát thế này thì xe cộ mà chịu rồi. Đi bộ thôi. Đường kiểu đường quăng gánh. Đồ chơi. Dạ.
trong này có còn một cây mai quý đấy, đang để quất quất này, chưa muốn trưng ra. Con này thì phải chờ chờ khách VIP rồi. Con này chắc tương tiền đấy anh nhỉ? Con nào đây? Con mai này. Mai đấy bình thường. Bình thường à? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 55. Ấy, thế là đối với mình thế là ấy rồi đấy, VIP rồi đấy. Khế gân và nó hai thân rất hay, chân bệ quá tuyệt vời. Đây là quý vị có biết đây là cái gì, dễ bèo nhá, dễ bèo. Và cái giá thể này tôi biết đoán chắc là cây ở trong miền Nam ra rồi, bên trong ra. Cái khế gân đẹp, nó là cây hai thân, nó là mịn. Cây khế gân thì bao nhiêu anh nhỉ? Đẹp ghi nhỉ, cái hai thân, kiếm cây khế hai thân này hơi khó. Chân móng ni ma mịn tít. Xồm quá nhỉ. Đấy. Cái này là có quả rồi đấy. Bắt chàng chỗ này nó phải 100.000. Lá nó đẹp lắm, lá nó đến lúc lá nó rụng nó còn đẹp nữa.